Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Sẵn có dịp mới vừa lấy cái lô lô ép từ bên Hiếu về, nên là muốn với lại thay cái lô lô này. Từ trước cái lô lô của mình nó bị mò hết một đầu. Đây là cái lô lô mà mới theo anh Hiếu, thì đây là cái dòng mới của cái lô lô này dành cho máy 2075 này. Thì cái cảm giác nó rất là nặng. Này các bạn thấy này, đây là cái lô lô ép nè, tức là nó khi nó người ta bán cho mình thì ở đây nó có hai cái bộ phận đỡ, hai phần đỡ, tức là để cho nó chống va chạm thôi, nó hai phần đỡ như thế này. Thì ở đây có kèm theo, nếu các bạn đặt hàng thì nó sẽ có kèm, các bạn phải đặt thêm hai con mặt đạn hai bên như thế này. Nếu mà cái máy của các bạn đã hai con hai cái mặt đạn nó còn chạy được ok, nó không có bị và nó không bị lắc, nó không bị mòn, thì các bạn có thể tận dụng, các bạn có thể lấy lại, các bạn xài. Các bạn chỉ cần khi lấy về các bạn mở cái này ra nè, cái này chỉ là cái giá đỡ thôi, đây là cái mặt đạn, các bạn bỏ cái mặt đạn vào trong đây, đúng không? Rồi ở đây nó có cái khoe, các bạn lấy cái khoe của cái mặt đạn cũ các bạn gắn vào trong đây nè, thì nó sẽ rồi các bạn lắp vào đó. Đây ha, đây là hai con mặt đạn. Đây là hai con mặt đạn. Nếu các bạn nào mà có nhu cầu đặt mua những cái linh kiện thế này, nếu mà các bạn ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh hoặc là Ninh Thuận, Bình Thuận, nói chung là ở những cái vùng mà các bạn có thể cảm thấy thuận lợi nhất, thì các bạn có thể liên hệ với chỗ anh Hiếu, để các bạn cứ liên hệ cho ảnh để anh tư vấn những cái sản phẩm. Rồi nếu các bạn mua hàng thì cái ảnh sẽ chuyển hàng cho các bạn ha. Tại vì mình thì mình cũng hay lấy những cái linh kiện cho anh Hiếu, tại vì ảnh là những thợ, nói chung là ảnh cũng là một cái thợ rất là giỏi, cho đó trong quá trình ảnh làm đồ máy móc ảnh nhiều, thì ảnh sẽ hiểu được là những cái dòng nào nó tốt, những cái dòng nào nó tốt, nó bền, anh sẽ tư vấn kỹ cho tất cả các bạn. Thật ra đối với tất cả các sản phẩm ở trên thị trường hiện nay rất là nhiều, và nó có nhiều loại khác nhau, kể cả những cái loại hàng Việt Nam cũng có, hàng Trung Quốc cũng có, hàng Ấn Độ cũng có. Tuy nhiên thì mỗi hãng, mỗi loại nó có những cái cách sản xuất khác nhau. Tuy nhiên là những cái nhông, ví dụ như các bạn mua những cái nhông, ví dụ như mình nói là cái nhông mà cái nhông để xoay cái ống mực á, đợt trước mình hay mua là ở trên công ty Đức Lan, công ty Đức Lan. Và trên đó thì các bạn biết là hàng bây giờ, nói chung trên thị trường bây giờ đa số hầu như công ty nào cũng gặp phải, tức là gặp phải những vấn đề từ nhà sản xuất, tức là những cái nhông họ sản xuất ra bây giờ là nó giống như nó rất là mềm và nó chạy rất là mau, giống như nó bị mau mòn. Và do đó mình bữa nay cái xu hướng nhu cầu bây giờ là chuyển về cái nhông, đối với cái nhông mà xoay ống mực thì họ chuyển về cái nhông tiện, tức là nhông tiện này họ tiện, mình cảm thấy cái nhông nó rất là chắc chắn và chạy rất là lâu. Mình cũng đã thử rồi, tức là đợt trước mình có một cái video mình đã nói về cái con nhông tiện mà mình lắp vào mình thử cho các bạn coi đó. Tức là mình cũng lấy từ chỗ anh Hiếu về, thì bữa nay chạy rất là ok, chạy rất là lâu rồi, mà hầu như bữa nay tháo ra là cái nhông giống như nó còn y nguyên vậy, nó rất là bền. Do đó là đối với những cái bạn mới vào, các bạn chưa có hiểu lắm, thì các bạn có thể liên hệ cho anh Hiếu để anh tư vấn về cái chỗ cái con nhông tiện này. Tức là cái nhông tiện này khi các bạn mua thì ảnh sẽ test thử, trong đó khi mà nhông chạy ok rồi thì anh sẽ gửi hàng cho các bạn. Các bạn biết khi con nhông tiện không phải là con nhông nào tiện ra chạy cũng được, thì họ nó phải tiện ở mức độ là giống như chính xác từng gem vậy. Thì khi mà lắp vào những cái con nhông nó sẽ có, nó sẽ khớp với nhau thì nó sẽ chạy. Đôi khi có những con nhông các bạn sẽ thấy là đối với những cái anh, có thể là những cái cửa hàng khác họ cũng bán những con nhông đó, nhưng mà họ nhiều lúc họ vô tình, họ vô ý đi, chứ không phải là họ cố tình họ bán cho các bạn những cái nhông hư, thì họ chưa về, họ không có test, thì nhiều lúc là họ cứ tin tưởng cái chỗ tiện, họ không có test thì họ bán về cho các bạn. Có thể là các bạn sẽ thấy là khi mà chạy về nó cực khẩn hoặc là nó chạy không được. Mà bây giờ ví dụ như những có mấy chục ngàn mà các bạn gửi đi đổi hàng thì gửi trả lại tiền xe rồi không hết, thì các bạn phải chấp nhận luôn.
Do đó là khi các bạn mua hàng nào, nếu mà các bạn ở mua ở những thợ quen thì mình nghĩ là các bạn nên mua những chỗ thợ quen đối với những cái linh kiện mà mình cảm thấy là anh thợ đó anh giỏi về những chỗ đó, thì mình nên để cho anh test thử thì có thể là nó sẽ khả quan hơn khi mình mua về mình sử dụng tốt hơn. Đây các bạn, đây là cái bộ phận sấy của cái máy 2005. Thì trên bộ phận sấy nó có cái bộ phận cuộn dầu. Cuộn dầu là để lau dầu, thì mình sẽ tháo hai góc này, mình gỡ mấy cái rắc này ra. Thì đây nó có hai con rắc, mình sẽ bỏ qua một bên. Thì để bạn hiểu rõ hơn á, tức là đây nè. Đây là cái lu sấy, thì trong đây nó có cái ba bóng đèn. Đối với cái máy 2005 á thì trên đây nó có ba dòng ba bóng đèn. Cái lu lô này thì nó mỏng hơn cái dòng của lu lô của cái máy 1005. Đây là hai con dò nhiệt. Thì mục đích của hai con dò này là khi mà cái máy khởi động lên, tức là cái đèn nó sáng lên, thì nó sẽ dò cái đủ đến khi đủ đến nhiệt độ là cái máy nó sẽ khởi động xong. Do đó là cái máy của 2005 nó sẽ khởi động nhanh hơn cái máy 1005 này là như vậy. Tại vì khi cái máy 1005 á, nó xử lý khi mà nó cái lu lô nó rất là dày, cái lu lô sấy của nó rất là dày, do đó là cái khi mà với lại là nó trong cái lu lô sấy nó chỉ có cái hai bóng điện thôi, nó chỉ có hai bóng điện, thì do đó khi mà khởi động lên thì cái nhiệt độ của cái bóng điện nó sáng lên thì nó sẽ làm nóng cái lu lô lâu hơn, thì do đó là khi đó nó dò nhiệt có thể là tới 5 phút, 3 đến 5 phút thì nó mới dò xong, thì cái máy nó khởi động xong. Do đó là đa số hiện tại bây giờ thì người ta lại chuộng những cái dòng máy 2005 trở lên, hoặc là những cái dòng MB hơn là vậy, tại vì những cái dòng đó thì nó khởi động nhanh hơn. Tuy nhiên nó chỉ có một cái nhược điểm, đó là khi các bạn chạy giấy bì á, tức là cái mực nhiều á, thì có cảm giác là nó không có chín hết. Do đó các bạn phải sử dụng cài đặt ở chế độ giấy dày thì các bạn mới có thể xử lý tốt cái tình trạng đó được. Còn đối với máy 1005 thì cái lu lô nó dày, nó nóng lắm. Khi nó dày nó nóng, mà với lại cái lu lô nó bự nữa, khi mà nó ép qua thì cái độ nóng với lại độ rộng của nó sẽ phù hợp hơn, là nó sẽ làm cho cái mực nó chín tốt hơn ha. Do đó thì các bạn biết là đây là cái miếng ấy ha, thì khi mà mình muốn thay ra thì bắt buộc mình phải tháo hết. Thì trên đây nó có một cái nắp như thế này, ở đây phía đây nè, trên đây nó có một con ốc. Đây các bạn thấy trên đây nó có một ốc nha. Đây có một con ốc, các bạn chỉ cần tháo con ốc này ra, các bạn lấy cái miếng này ra cho mình. Trước mình cũng có làm một video thay rồi, nhưng mà hôm nay mình muốn làm lại để cho các bạn hiểu hơn. Đa số các bạn lại không có coi được cái video đó, nên là khi mà các bạn cứ hỏi mình là cái cách thay nó thế nào. Rồi bây giờ ở trên đây các bạn sẽ biết là trên đây nó có hai con dò nhiệt này, thì ở trên đây á, các bạn cứ tháo hai con dò nhiệt này ra, cứ tháo hai con dò nhiệt ra các bạn để qua một bên. Rồi trên đây nó có hai con ốc, các bạn nhìn vào các bạn thấy các bạn sẽ tháo hai con dò nhiệt này ra. Đây, tiếp đến là các bạn tháo hai cái con ốc này ra để các bạn lấy cái bộ phận của cái cầu chì này. Trên đây có ba con cầu chì nè, các bạn thấy không? Ba con cầu chì. Đó, các bạn tháo con ốc này ra cho mình. Đó, để qua một bên. Rồi các bạn cứ gỡ sợi dây điện này ra thôi. Các bạn cứ lấy ra. Đây. Lấy được con này ra, các bạn phải tháo luôn cái con cái miếng ốc trong đây, tại đây bên đây nó có sợi dây điện này, các bạn tháo ra. Bên đây các bạn cũng tháo cái con ốc này ra luôn, để các bạn lấy cái bộ phận cầu chì các bạn bỏ qua một bên để các bạn làm thao tác cho nó dễ dàng ha. Bây giờ chúng ta tháo ra đây. Đây là cái cầu chì nè. Đây là cầu chì. Nó có 3 con. Nó có 3 con. Đây ha. Thì lúc trước á, khi mà đối với những cái dòng máy mà máy nhập về á, thì thường thường là nó sẽ không có cái sợi dây nối như thế này. Các bạn sẽ thấy không có sợi dây nối như thế này. Tuy nhiên là khi mà cái con cầu chì này nó có gặp vấn đề gì á, thì chỗ này nè, cái con này nè, nó sẽ bị lõm vào, sau đó các bạn tháo nó ra, các bạn gõ xuống bàn, các bạn gõ sao mà cho cái cảm giác là cái nó giống như nó trở lại ban đầu, thì nó mới đóng được cái nguồn điện. Nếu không thì nó sẽ bị lỗi nguồn điện là do cái con chì này.
Do đó là để khắc tình vàng trạng đó là anh Hiếu chỉ cho mình là cái này là anh Hiếu lắp nè, tức là anh sử dụng một con dây anh nối từ cái đầu này anh nối qua luôn, anh không thông qua cái cầu chì nữa ha. Do đó là mình thấy chạy nó vẫn ổn hết, nó không có vấn đề gì hết, thì mình thấy để tránh tình trạng lỗi về cầu chì thì mình nghĩ là nếu các bạn cũng có thể lắp từ đây qua đây nè, đây nè, nó lắp từ đây qua đây rồi. Các bạn cứ để dây này qua một bên như thế này. Rồi tiếp đến là các bạn biết là ở đây bây giờ chúng ta sẽ còn một cái cần như thế này đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ còn một cái cần như thế này. Cái cần này nó sẽ gây vướng à. Thì nếu mà các bạn chưa quen á, nếu mà mình quen rồi thì mình cứ để lên vậy thì mình làm cũng được, không sao hết. Còn nếu mà các bạn chưa quen thì các bạn nên tháo cái con này ra, thì ở phía bên đây này, các bạn chờ mình chút nha. Bây giờ phía bên đây nè, các bạn sẽ thấy nó có một con ốc này với lại một cái con lò xo nè. Lò xo mục đích đó là khi mình để cái này xuống thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn ha, nó không có làm xuống. Các bạn sẽ tháo này ra, tháo ốc này ra nha. Đây, các bạn tháo ốc này ra cho mình nè. Rồi các bạn đưa lên, các bạn lấy vậy nè, rồi các bạn tháo ốc nhẹ nhàng ra, các bạn gỡ cái lò xo ra. Đây ha. Đây nè, đây là cái lò xo con ốc. Thì ở đây các bạn, ở đây là các bạn sẽ thằng đẩy nhẹ qua nè, đẩy nhẹ qua. Các bạn lấy ra thì cái con lò xo á là mục đích là nó gái ở đây nè. Đó. Đây cái này là cái bộ phận cò. Đây là cái bộ phận cò. Cái đầu trước cái con cò này bị gãy nè, chưa thay ra luôn. Rồi bây giờ mình sẽ để bộ phận cò ra. Còn nếu mà các bạn á, nếu các bạn nào mà muốn dễ nữa, muốn tháo nữa thì các bạn tháo tiếp hai cái này cho mình để cho nó dễ thay luôn. Các bạn cứ tháo hai cái này ra luôn, lấy cái miếng sắt này ra luôn để cho khỏi vướng. Nếu các bạn nào mới mà chưa quen thì các bạn cứ chưa không có làm cẩn thận được thì các bạn cứ tháo này ra, tại cái này mục đích là nó tránh cái vướng mình thôi. Khi mà các bạn làm nghề mà các bạn biết sửa những cái này thì vô cùng lợi hại khi các bạn ha. Đó. Các bạn tháo miếng này ra thôi, cái miếng này giống như những miếng gái thôi. Rồi. Bây giờ thế này. Tiếp đó là cái gì? Bây giờ các bạn dỡ này xuống nè, dỡ này lên. Các bạn tháo cái miếng lót đen này ra nè. Đây nha. Cái miếng lót đen này là mục đích là nó lót chỗ này nè. Ha, để cho giấy chạy qua nè. Thì bây giờ mình tháo này ra. Mình tháo cái miếng lót đen này ra. Bây giờ đây. Và phía này, các bạn sẽ tháo cái nắp ốp đen này ra. Ra mặt sau, và tháo nắp ốp đen. Tiếp đến, ở đây các bạn sẽ thấy có hai con ốc như thế này. Đây là cái ốc để nó ép cái trục ép vào trong cái lulo ép á. Các bạn mở hai ốc ra cái lấy lulo ép. Thì đối với cái lulo ép này á, khi các bạn chạy lâu nè, các bạn thấy không? Có thể trong trường hợp là cái giấy nó sẽ bị dính như nè, nó cuốn như nè, nó ép nó cuốn nó bị dính mực như thế này. Thì khi mà các bạn chạy lâu á, và hoặc đối với những đơn hàng mà các bạn cảm thấy nó mực nó nhiều á, thì thường nó hay bị dính chỗ này lắm nè. Đây các bạn thấy không? Bây giờ các bạn mở ra. Các bạn mở ra, các bạn lấy cái dao hay là cái gì đó, các bạn chà đi, chà cho nó sạch đi. Tại vì khi mà cái lulo ép này nó mục, nó không có khả năng nó làm máy. Tại vì khi mà nó ép với cái trục của cái lulo ép á, thế mà cái này nó dày quá thì nó gây ra sẽ nặng máy. Do đó là lâu, các bạn sẽ chạy một thời gian thì các bạn nên tháo này ra nè, các bạn vệ sinh nha. Tiếp đến bây giờ các bạn sẽ tháo cái bộ phận ở đây trước ha, tháo bộ phận đây. Các bạn sẽ thấy ở đây có hai con nhông, thì đây là một cái xin lỗi, ở đây có hai con nhông, nó có hai con chốt. Ở đây các bạn sẽ lấy cái tua vít, các bạn đẩy chốt này ra. Ở đây nè, các bạn sẽ thấy là nó có một cái chốt, mà cái chốt này phải dùng cái kềm mũi nhọn á ha, cái kềm mũi nhọn mà kềm tách á, thì các bạn tách ra, các bạn lấy hang này ra.
Đó, để lấy cái con chốt chốt này ra thì các bạn sử dụng dùng cái tua vít nè. Mình hay sử dụng cái tua vít điện á. Thì nó mình thấy nó cái đầu tua vít điện nó dễ lấy lắm. Đó các bạn này ra, đây là con chốt nè. Những con chốt này các bạn này cẩn thận, nhiều đôi khi nhiều lúc các bạn kiếm không có. Còn đối với cái kềm mũi nhọn nè, đây là cái kềm này. Kềm nó như thế này. Các bạn ra mua thì trong đây nó có hai con ấy, các bạn cứ bỏ vào các bạn tắt. Các bạn tách nó ra. Đây chốt nè, các bạn thấy nó rất là nhỏ. Thấy không? Nó rất là nhỏ nhưng mà cái con này nó quan trọng lắm. Tại vì cái hàng này giống như con này nó hiếm lắm. Do đó các bạn làm các bạn phải cẩn thận. Rồi tiếp đó là gì? Đây. Bây giờ tiếp đến là các bạn mở ốc này ra nè. Mở hai ốc này ra cho nên nó có một con ốc nữa. Này mở ốc ra nha. Này để mình lấy sợi dây điện ra cho nó dễ thôi. Rồi trên đây có một con ốc nữa các bạn mở ra. Đây các bạn tháo miếng này ra nè. Miếng này ra mục đích gì? Để khi các bạn lấy cái này nè, là các bạn lấy cái sợi dây điện ra nó dễ dàng hơn. Đúng không? Bây giờ nếu không ấy thì các bạn rút sợi dây điện này ra nè. Ha. Các bạn rút cái chốt này ra rồi chập nữa các bạn làm lại thôi. Các bạn gắn lại. Rồi đây. Bây giờ đây, ở dưới đây nè. Dưới đây. Ở đây các bạn thông cảm nha, nó hơi tối tại vì mình vừa làm một mình mà vừa để chỉnh những cái góc quay cho các bạn á, nên nó rất là khó. Nên có thể là trong những cái lúc mà các bạn coi cái video thì có thể là nó sẽ bị từ cái cảnh này nó sẽ qua, nó không khớp với cái chỗ cái khu vực nào. Thì ở đó các bạn hết sức thông cảm nha, tại vì mình ở đây mình vừa làm một mình mà vừa chỉnh góc máy để quay lại những cái cách sửa của mình cho tất cả các bạn. Thì do đó là khi mà các bạn hãy share video mà các bạn cảm thấy nó có hữu ích, các bạn thấy hay thì các bạn hãy share để mọi người cùng xem và hãy bấm vào cái tượng qua like để ủng hộ tinh thần cho mình nha. Thì bây giờ ở đây các bạn sẽ thấy đây nó có một con chốt nè. Ở đây chốt điện thì các bạn gỡ ra đây nè. Các bạn gỡ ra cũng được, không sao, đâu có vấn đề gì đúng không? Các bạn gỡ nó ra đi. Thế ấy nè, bạn gỡ ra thì đây nó là chốt điện thôi. Đây, các bạn gỡ ra cho nó khỏi vướng ha. Những con chốt nào các bạn ấy thì các bạn gỡ ra. Rồi tiếp đến là ở đây nó có một con chốt để nó chặn cái nắp chỗ này nè, nó bảo vệ cái chốt điện chỗ này. Thì các bạn mở ra luôn để mục đích chi? Để chập nữa là khi mà các bạn rút cái chốt điện ra nó dễ dàng hơn. Đây bây giờ các bạn thấy trong đây nó có một nùi chốt điện như thế này. Bây giờ đây nó mới là phần quan trọng này. Đây bây giờ mình sẽ gỡ mấy con chốt này ra luôn. Này các bạn gỡ ra, các bạn để qua một bên để cho nó khỏi vướng thôi. Đó. Nó khỏi vướng các bạn làm cho nó dễ ha. Rồi ở đây mới phần quan trọng nè. Thứ nhất là ở đây cái nguồn điện. À, cái này nói cho các bạn kỹ nha, nhiều lúc các bạn mà gắn lộn vào là nó cháy cái bộ sấy. Cái này là hết sức quan trọng. Đây là cái nguồn điện, đúng không? Tức là cắm thì ở đây nó có ba cái rắc. Ở đây nó có ba cái bóng điện thì ở đây nó có hai cái bóng điện mà mình cần lưu ý. Mình sẽ gỡ con chốt này ra, tức là con chốt này là sẽ nằm trên đây rồi, nó nằm trên đây nè. À, cái nguồn điện này nó nằm trên đây thì nó quá dễ dàng rồi, nó không có ảnh hưởng gì nữa, đúng không? Tại khi mình thấy cái nguồn điện này tức là mình sẽ gắn vào đây ha. Hoặc là khi các bạn không quen các bạn làm thì các bạn bắt đầu mua cái cây bút lông về các bạn đánh dấu, ví dụ đây là 1 1 1 1 thì khi các bạn thấy 1 thì các bạn tìm tới vị trí số 1 các bạn gắn vào. Còn đây các bạn thấy hai màu không, màu xanh lá cây, màu xanh da trời nè, màu xanh lá cây. Thì ở đây có thể nhiều lúc các bạn quên á,
thì các bạn rút ra nghe nè. Ha. Có thể là các bạn đánh vào đây là 2 chấm. Thì ở trong cái chốt điện này nè, các bạn cũng đánh 2 chấm. Ha, 2 chấm. Để các bạn khi mà các bạn dỡ ra các bạn ấy thấy, các bạn thấy đợt trước là mình đã làm là mình có chấm hai cái chấm ấy đây nè. Đó, mình rút ra. Hoặc là các bạn không để ý, thường thường đây là màu xanh, ví dụ như màu xanh lá cây thì đi chung với màu xanh lá cây, màu xanh dương thì đi chung với màu xanh dương. Tuy nhiên đa số một số bạn là nhiều lúc là không có để ý là mình sẽ cắm như thế nào, do đó là mình sẽ phải làm dấu. Làm dấu ví dụ đây mình đó, như nãy mình nói là mình mua cái cây bút lông dầu á, mình đây chấm, hoặc là dùng cái bút gì cũng được. Ví dụ đây là cái cây màu xanh lá cây, cái mình không nhớ thì mình đây mình chấm hai cái, thì ở dưới cái chỗ chốt điện này nè, cái lẫy điện này nè, mình cũng chấm hai cái để khi mình bỏ vào mình thì mình sẽ thấy ở đây một chấm, thì chắc chắn nó sẽ không phải là hai chấm rồi, do đó mình sẽ loại bỏ ở chỗ khác. Rồi bây giờ các bạn thấy không, bây giờ cái chốt điện này mình lấy ra rồi, mình lấy ra rất là dễ dàng đúng không, lấy ra rất là dễ dàng, để các bạn cứ để qua một bên. Thì bây giờ phải phần này đúng chưa, phần này thì ở đây nó có một cái miếng, nó có một cái miếng gá nè. Đây, để mình quay cái điện lại cho nó kỹ cho các bạn thấy. Ở đây, đây nó có một cái miếng gá như thế này, mình sẽ tháo cái miếng gá này để mình rút ra, mình lấy ba cái bóng ha, để cho ba cái bóng nó xuống nè. Đây, mình tháo này ra nè, cái này đẩy ra, các bạn làm cẩn thận coi chừng nó gãy cái bóng nha. Đây, đây là cái miếng đỡ ba bóng. Thì ở đây mình lấy luôn cái phần bên đây ha, mình lấy luôn cái chốt, đây cũng cái chốt nè ha, mình lấy cái chốt này ra. Tuy nhiên cái chốt này có thể các bạn lấy cái kềm mũi nhọn á, đây là cái kềm này nè, kềm nhỏ các bạn lấy ra cũng được. Đây, bạn lấy ra đúng chưa, bạn thấy gì không đó, trong đó là mình sẽ lấy luôn cái con này ra nè. Cái con này nhiều lúc nó hơi cứng nha các bạn, nhiều lúc là bạn phải ấy. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua phía đây, đây ở phía đây nó có hai cái chốt ép, tức là hai cái chốt ép. Các bạn lấy cái tay nè, các bạn lấy cái cây này mua, các bạn đẩy ra, các bạn kéo xuống, đây là hai cái con chốt ép. Và lúc các bạn gắn vô các bạn quên đó, là các bạn sẽ thấy là cái tình trạng làm biết sao không, cái lu lô ép nè, khi con ép này lên á ha, là nó sẽ ép cái lu lô này vào, cho đó các bạn nếu mà các bạn làm không cẩn thận á, các bạn sẽ thấy là nó sẽ khi mà bỏ vô á, nó vẫn ấy, thì cái này bình thường thôi, đâu ấy được đâu, nhưng mà khi bỏ vô các bạn chạy á, là nhiều lúc là cái con lu lô ép ấy, do đó khi mà các bạn làm thì các bạn phải kiểm tra lại, còn chỗ nào phần nào khó quá mình đã nói với các bạn rồi thì các bạn sẽ chụp hình lại cho mình, chụp hình lại rồi các bạn sẽ làm thì nó sẽ dễ dàng hơn đúng không. Này đó, thông thường á là khi mà thay á, khi mà cứ thay cái bộ phận này nè, thì mình không có tháo cái camera đâu đúng không, mình không có tháo camera tại nó hầu như là nó không có liên quan đến nhau hết. Còn nếu mà các bạn muốn tháo thì các bạn cũng tháo được bình thường, thì các bạn coi những con ốc á ha, các bạn tháo này ra, các bạn lấy con ốc này dưới ra rồi các bạn tháo ra thì cũng bình thường. Nhưng mà khi mình á thì mình hầu như là mình không ít có tháo lắm, ít tháo con này lắm ha. Nhưng mà bây giờ mình sẽ tháo luôn cho các bạn coi nha, để các bạn biết, rồi các bạn biết cách tháo. Thì đây nó có những cái con để nó chặn thôi, để nó bảo vệ những cái chốt điện này thôi. Và bây giờ mình sẽ tháo ra. Đây, đây nè, mình tháo thế này. Thì ở đây nó có một con chốt nữa nè, tháo con chốt đỏ này ra. Ở phía dưới đây nó có một con, ở phía dưới đây nè, các bạn khơm xuống các bạn sẽ thấy có một con ốc nữa. Rồi, các bạn sẽ thấy con ốc nè, là mình mở này ra ha, mình mở giá chốt này ra đó. Rồi bây giờ mình sẽ tháo luôn con này ra, cái giá chốt điện đỡ nè, cái giá chốt đỡ điện nè đúng không, giá chốt đỡ chậm nữa các bạn nhớ nha, chậm nữa cái này là dây này phải lòn vào trong. Rồi. Rồi bây giờ mình sẽ tháo rút luôn ba cái sợi dây điện này ra,
đây là ba cái bóng đây nè. Đây các bạn thấy được trước là mình có, khi mà mình rút ra mình có làm dấu nè, các bạn thấy không, một chấm hai chấm nè đó. Do đó khi các bạn là mới, khi các bạn mới thì các bạn ấy, còn đối với cái con bóng đèn này thì các bạn để những cái nơi nào mà không có tránh người tiếp xúc, hoặc là những cái nó sẽ gây cái ra cái tình trạng là gãy nha. Rồi bây giờ mình sẽ tháo cái con cái chốt này ra nè. Chưa? Rồi, bây giờ các bạn thấy là bây giờ cái quy cầm sấy của mình là trù lủi nè. Đúng không? Đó, trù lủi. Rồi bây giờ cái con này nè. Thường thường cái con nhông này á, thì nó chạy á, nó gây cứng lắm, các bạn lắc qua là vậy. Các bạn lắc qua là vậy, các bạn lấy ra. Nè, đây là cái con nhông của lu lô sấy. Nè, con nhông của lu lô sấy, đôi khi chạy nó cũng phải bể cái con này nè. Nè nha, đây là cái phốt của lu lô sấy. Phốt này đôi khi chạy nó vẫn 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 bị mòn nha các bạn nha. Này còn đây là cái bạc đạn của lu lô sấy nè. À, các bạn thấy cái bạc đạn rất là lớn. Rồi tháo ra. À, các bạn thấy không, rất là mỏng, mỏng lắm. Đợt trước chạy mà nó bể luôn cái con này là mình lần đầu tiên thấy trong 8 9 năm trời mình mới. Còn con này là các bạn thấy nó bị xước rồi nè. Nên một số bạn cứ hỏi là ủa tại sao mà khi mà chạy ra nó cứ bị một lần một một lần như tờ giấy như thế này, nó giống như bị le một lần. Nó không phải là dạng là chụp, lý do là không phải là lý do là không phải là dạng chụp bản nó bị, mà cái này là lý do nó bị xước vậy nè. Đó các bạn thấy, ví dụ như là trong ba cái cò nó bị xước chỗ này đây nè, thì khi các bạn chạy qua thì cái cuộn dầu á, nó không có lau sạch hết cái này thì nó sẽ còn mực, nó dính chồng vào cái lằn này và nó sẽ cán vào trên cái tờ giấy. Do đó khi các bạn dở lên mà các bạn thấy cái lu lô sấy lu lô sấy của các bạn mà nó bị mòn thế này, mà nó có tình trạng mà nó bị lằn, do cuộn dầu nó không lau sạch được, thì nếu mà với tình trạng nhẹ quá thì các bạn cũng có thể là các bạn để tận dụng, hoặc là những cái khách các bạn chạy ở những cái vùng, ví dụ như khách nó không có nhu cầu cao, ví dụ như không cần phải bản đẹp bản gì, chỉ cần cái hồ sơ thôi, thì mình cũng có thể tận dụng để mình chạy. Còn nếu những đối với những khách hàng nào khó hoặc cái vùng khách hàng khó thì mình phải nên thay đi. Đây rất là mỏng ha. Rồi con này lát nữa mình cũng thay luôn. Thì bây giờ ở đây bây giờ các bạn thấy là nó ấy rồi, thì bây giờ mình sẽ lấy, mình sẽ kéo cái này lên nè. Đây mình lấy cái bên đây nó có một cái bạc đạn nữa, hai bên nó có hai cái bạc đạn lớn thế này nè đó, thì các bạn cứ bỏ qua một bên đi, rồi sau đó các bạn cứ đẩy này lên nè. Đây bây giờ mình sẽ cân thử hai con này nè. Cái con này cảm giác nó nặng hơn rất là nhiều. Cái con này anh mình mới lấy của anh Hiếu vậy nè, cảm giác nặng rất là nhiều. À, nặng hơn, nặng hơn đây nè, đây rồi để ấy. Thì trên đây nó có hai cái chốt, đây hai con chốt thì các bạn sẽ lấy ra, lấy hai con chốt ra, dùng cái tua vít này các bạn nạy ra thì các bạn đã biết rồi, rất là dễ dàng. Đây một con. Đây, cái này là con thứ hai. Tuy nhiên cái lu lô này á, là nó thứ nhất là nó cũng không có bị một cái gì hết, các bạn thấy không? Nó không có bị một cái gì hết, nhưng mà cái đầu này lúc trước là nó bị mòn, mình độ lại mình làm, nhưng mà trong quá trình chạy các bạn biết sẽ nó sẽ gây ra bào mòn. Thì do đó một chạy một thời gian, nói chung chạy cũng được hơn một tháng mấy, thì nó cũng bị lại tình trạng này, thì do đó mình quyết định mình thay luôn chứ mình không để nữa. Do đó mình sẽ thay con này, và giữa hai con này á, thì đây là cái này là cái lu lô mới nè, cái hàng mới
hàng mới của anh Hiếu, anh mới vừa nhập về. Thì cái lô lô đây rất là nặng, nó cảm giác nó nặng hơn và cái độ cứng nó sẽ cứng hơn. Độ cứng hả? Về độ cứng thì mình cảm thấy hai cái nó cũng ngang ngửa với nhau thôi, nhưng mà ở đây nó sẽ nó nặng, nó có cảm giác nó nặng hơn. Đây. Đây. Còn nếu các bạn nào muốn tiết kiệm nữa thì các bạn ra các bạn không biết cái này các bạn có đắp được cái gió đá hay không nè. Nếu mà đắp được gió đá thì các bạn ra tiện á, các bạn vớt lại rồi các bạn tạo cái khoe đây. Thì có thể là tận dụng, nhưng mình nghĩ cái này nó cũng không bao nhiêu tiền đâu. Bây giờ mình thay luôn đi. Chứ các bạn vừa chạy đi vừa mất thời gian. Ha, vừa mất thời gian. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ cái bạc đạn vào. Thì đây là hai cái bạc đạn, hồi nãy có hai cái bạc đạn. Đây hai cái bạc đạn đây. Một cái này cái cũ của nó, một cái này anh Hiếu mới gửi ra. Đây. Thì chúng ta sẽ bỏ vào. Rút này ra. Chúng ta bỏ vào. Rồi sau đó chúng ta lấy cái chốt á, chúng ta lấy lại. Đang sửa máy không có làm đâu em ơi. Cái chốt này nó hơi bự thì các bạn lấy cái kềm mà các bạn bấm cho nó bóp lại chút được. À, nó giữ. Đây, bỏ vào nè. À. Rồi, một em. Tiếp, một em thứ hai. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bỏ vào. Đây, khi mà bỏ vào thì cái khe đây nè, các bạn sẽ thấy trên đây nó có một cái khe. Ha, thì cái khe này nó sẽ khớp với hai cái khe của cái này. Do đó là mình sẽ bỏ vào như thế này. Mình canh. Khi mà các bạn chạy, và các bạn thấy mà ví dụ trong máy á, nó kêu kít 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 kít. Thứ nhất là nếu mà các bạn bây giờ các bạn sẽ kiểm tra từng bộ phận, nếu mà cái bộ phận sấy này mà nó kêu á, thì nó chỉ có kêu ở những cái bạc đạn, hai cái bạc đạn này thôi. Do đó là các bạn nên là dừng máy lại và các bạn kiểm tra lại cái bạc đạn coi như thế nào. À, thì đó là nó là kêu kít đối với những cái còn đối với trong cái bộ từ á, thì nó là mấy cái phốt từ nó kêu. Thì trong mấy phốt từ nó vẫn có những cái bạc đạn thế này. Rồi. Xong. Bây giờ mình sẽ đi bỏ cái lu lô sấy vào luôn nha. Đây là cái lu lô sấy của cái hãng Sếp. Đây là lu lô sấy sử dụng nè. Của hãng Sếp. Nhưng mà cái này dỡ lên à, thì đây nó có bảo vệ nè. Đây là mới, cái này hàng này cũng anh Hiếu anh lấy từ anh Hiếu cũng gửi ra cho mình. Đây các bạn thấy không, đây là hàng mới à, hàng mới toàn. Bây giờ cái này nó có một cái này nè. Thứ nhất cái đầu này nó sẽ có hai cái đầu, đây là một cái đầu là để gắn cái phốt từ thôi, còn thêm một cái đầu này tức là nó sẽ dài hơn.
nó sẽ dài hơn, các bạn sẽ thấy dài hơn, để nó gắn cái con nhông này vào nha, con nhông của Lulu ép vào. Thì đây các bạn thấy có hai cái khớp mép không, đây có hai khớp mép, thì trong cái Lulu này cái con nhông này nó vẫn có hai khớp mép để nó gắn vào trong đây nè, đây nè, các bạn thấy không? Do đó khi các bạn thay cái con này vào á, thì các bạn nên chú ý là các bạn phải xác định là cái đầu nào là cái đầu để gắn cái đầu nhông. Thì thông thường á, cái đầu nhông á, nó sẽ đi dưới con, trên đây nó sẽ còn một con nhông này, các bạn sẽ thấy còn một con nhông ha, còn một con nhông, còn đây là một con nhông chuyển, đây là con nhông chuyển. Thì các bạn sẽ biết là cái đầu này nó sẽ đi về cái hướng con nhông này, nó sẽ không, do đó là cái đầu còn lại nó sẽ không có một con nhông nào khác. Do đó là các bạn nên để ý là khi mà các bạn làm, thì các bạn nên khi mà lắp vào thì các bạn nên cái đầu này, cái đầu mà để đầu có khuyết này, là các bạn đưa vào phía con nhông chuyển này, để các bạn trọng lượng lắp của bạn vào nha. Thì bây giờ để lắp á, thì các bạn phải lắp trước là cái gì, thứ nhất là hai con bạc đạn các bạn bỏ vào trước, thứ hai đó, đấy, hai con bạc đạn hai bên các bạn bỏ vào trước, đúng chưa? Rồi sau đó các bạn sẽ dùng hai phốt từ nè, đúng không? Chúng ta sẽ vào hai phốt từ là hai bên rồi, đúng không? Hai phốt từ hai bên. Thì bây giờ chúng ta sẽ đặt, chúng ta sẽ đưa cái ống vào. Này, các bạn bỏ một chốt một đầu nha. Để nãy mình bỏ hai đầu luôn thì nó. Do đó là các bạn bỏ vào nè, các bạn đưa vào. Hôm nay nghỉ anh, không có phone. Rồi, sau đó các bạn đưa một đầu vào, các bạn gắn ống phốt này nè, các bạn gắn vào thôi. Đấy, gắn vào, tức là một đầu. Còn một đầu này thì các bạn cũng gắn cái con cái bạc đạn này vào. Rồi các bạn gắn ống phốt này vào. Rồi, ở đây là nó có hàng chốt, tiếp đến là các bạn bỏ con chốt vào. Này, khi mà các bạn gắn con chốt phía bên đây xong rồi thì bắt đầu các bạn bỏ cái con chốt, bỏ con nhông của Lulu sấy, các bạn bỏ vào đây để các bạn lấy con chốt các bạn gắn lại. Này ha, lấy cái này nè, các bạn đẩy ra nè, rồi thả vô. Rồi, như vậy là xong cái phần của, rồi như vậy là mình đã bỏ được vào là cái lulo ép phía dưới rồi, lulo sấy ha, lulo ép nè, lulo sấy chúng ta bỏ vào rồi. Rồi bây giờ tiếp tục là chúng ta sẽ bỏ vào cái phần là bóng đèn nằm phía bên đây nè, đây nè. Thì khi mà bỏ, từ nãy mình nói là đây nè, bỏ này ra nè, các bạn nhét vào trong đây. Rồi các bạn đẩy, đẩy từ nó qua. Đấy, cũng có thể là khi các bạn đẩy thì nó sẽ, nó trơn tru nó đẩy qua, còn nếu không đôi lúc là cái này nè, nó sẽ giống như nó sẽ bị cấn lại, do đó các bạn sẽ, đây, các bạn sẽ lắp vậy. Rồi chúng ta sẽ xử lý một phần bên này trước. Đây, các bạn sẽ thấy nè, nó có con chốt ha. Đây, nó có con chốt, nếu các bạn mở ra thế này thì các bạn sẽ thấy nè, nó có con chốt thế này. Trên này nó có khe các bạn đẩy vào. Rồi, bây giờ các bạn sao, các bạn dặn ốc này trước cho mình. Để cho nó cố định từng phần trước, rồi sau đó mình sẽ bỏ vào thì nó dễ dàng hơn. Này. Đúng chưa? Này, các bạn dặn vậy. Tiếp đến các bạn phải xếp, tức là hồi nãy cái sợi dây điện này nó sẽ nằm đâu, nó sẽ chui vào đây.
thấy không, nó sẽ lòn vào đây này, nó sẽ lòn đây. Thì ở đó là bây giờ nè, các bạn đưa cái ba cái bóng này, các bạn cho nó gá trên trên cái phần ấy không, trên cái phần của cây này, hoặc là các bạn gá trước rồi các bạn dặn vào các bạn cũng được, không có vấn đề gì, để cho nó để cho nó thẳng ha. Đôi khi các bạn sẽ coi là cho nó cái mấy cái chui điện này nè, làm sao là cho nó thẳng với nhau á. Đó, các bạn đưa vào trước để khi mà các bạn canh một bên một đầu rồi á thì nó sẽ dễ hơn cho tất cả các bạn. Này, khi các bạn thay bên kia xong thì các bạn phải nhìn vào, các bạn coi nè, coi là cái bóng điện làm sao mà xoay cho nó thẳng, chứ không có để bóng điện nó chéo nhau nha. Bóng điện để làm sao là phải cho nó thẳng như thế này, chứ các bạn khi mà các bạn bỏ bóng điện chéo nhau á, là nó sẽ bị có thể là do nó sẽ cạ vào trong cái phần của cái lu lô á, nó sẽ cấn. Do đó là các bạn nên là các bạn bỏ làm sao cho nó thẳng. Các bạn sẽ nhìn nha, sẽ nhìn thế này đúng không, sẽ nhìn vào coi nó thẳng chỗ nào rồi các bạn bỏ vào. Chưa, rồi đây nó còn chốt cho thế này. Đó, nếu mà nó cấn bên đây thì các bạn xem lại bên đây, nó chưa vô nè, đúng không, nó chưa vô rồi nó sẽ cấn bên đây. Thế đó, các bạn qua bên đây các bạn lấy cái mấu chốt, các bạn đưa cái ba cái bóng điện á, ba cái bóng điện cho nó nằm ba cái lỗ bên đó, xong thì nó sẽ khớp với cái ba cái lỗ bên đây nè, ba phần bên đây, rồi trong đó chúng ta sẽ lấy con ốc, chúng ta sẽ cố định này lại. Bây giờ các bạn cố định được đây, bây giờ chúng ta đã cố định được là ba cái bóng rồi đúng không, và chúng ta đã cố định được ba cái bóng rồi đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đưa cái phần này vào đây, cái phần bảo vệ này vào đây. Thì bây giờ các bạn coi thử nè, hồi nãy nè đúng chưa, cái này là nó bảo vệ ở phần dưới, thì cho phần dưới này nó có một cái lỗ dưới đây nè,
tức là nó bảo vệ vậy, đúng không? Các bạn thấy không? Đó, nó bảo là về thì dưới đây nó có một cái đồ chốt điện vô nè, đó, tức là ở đây nó bảo vệ cái mạch điện thế này, đó, đây là cái phần này, chúng ta sẽ gắn cái bộ này vào nè. Trên này nó có một chốt thì các bạn nó sẽ có những cái phần nó khớp với nhau thì các bạn sẽ nhìn nha. Các bạn nhìn. Rồi. Các bạn cứ gắn giá đỡ này vào trước đã. Dưới đây nó có một ốc nè. Rồi. Giờ cái sợi dây điện này hồi nãy nó sẽ chui vào trong đây nè. Tức là nó sẽ chui ở đâu, nó sẽ chui lên. Nó ra cái chốt điện như thế này. Mục đích là gì? Hồi nãy là nó để là khi mà nó nối trong cái cầu chì thế này nè, nó nối trong cầu chì nè, thì các bạn cứ canh sợi dây điện nha. Rồi ở đây, giờ đây là đó, nó sẽ có cái miếng áp như thế này. Rồi các bạn canh vào là các bạn thấy nè, tức là ở đây nó bảo vệ cái phần dưới đây. Tức là nó bảo vệ ba cái phần chốt điện dưới đây nè, do đó là cái phần này là phần đỡ thôi, phần đỡ với phần bảo vệ. Thì các bạn cứ nhìn các bạn sẽ thấy được cái những cái phần khớp của nhau, rồi các bạn bỏ vào, rồi các bạn bắt tua bít ha. Rồi các bạn kiểm tra lần nữa rồi ok, tức là xong. Tuy nhiên có cái phần dây điện này nó hơi khác một chút, do đó mình sẽ tháo ra lại. Mình coi nếu mà trong quá trình các bạn làm, các bạn thấy nó bị cấn hay là cái gì đó thì các bạn cứ tháo ra lại để các bạn làm sao để mà khi mình đưa vào cái những cái sợi dây điện nó có thể là nó khớp với nhau được. Tại mình là người thợ giống như là mày mò ra. Do đó là khi mà các bạn làm cái gì thì các bạn nên tìm hiểu ha. Các bạn cứ mạnh dạn các bạn làm, không có vấn đề gì mà phải sợ hết. Đây. Đây nằm đây, nó bỏ qua cái khe này chứ không phải nó bỏ khe dưới ha. Thì khi đưa vô nó dài dài. Đó, rồi các bạn cứ khi mà thấy nó cắn, các bạn cảm thấy mà nó cắn nó khó chịu chỗ nào, ví dụ như mình thấy nó cắn chỗ đó, rồi mình sẽ coi lại thử nó đúng chưa. Nếu mà nó đúng rồi thì không sao, còn nếu không đúng thì các bạn mở ra các bạn làm lại. Rồi đó, như vậy là phần bên đây cũng gần xong rồi đúng không các bạn, không có gì đâu. Rồi tiếp đến bên này là cái gì? Tiếp đến là bên đây là các bạn nên bỏ mấy con nhông vào. Đây. Khi các bạn bỏ con nhông vào rồi các bạn gắn chốt vào nha. Chứ để quên chốt vào chừng cái đầu là khi mình làm á nó bị chạy tuột nhông ra.
Rồi tiếp đến là gắn chốt nhỏ này vào. Tại con chốt nhỏ này gắn nó phải có cái kềm này nè, nếu không có cái kềm này các bạn sẽ không có bao giờ mà các bạn gắn được. Bởi vậy nó độc quyền ở chỗ đó. Mà nó cũng rất là hiếm nha. Nhiều lúc bay, nhiều lúc các bạn làm không cẩn thận nó bị văng ra thì các bạn sẽ rất là không có cái chốt nào để các bạn thay thế. Đó. Nhiều lúc là những cái chốt này các bạn có thể kiếm chốt khác các bạn thay thế được, nhưng mà cái con chốt hiện tại đây này đang chuẩn bị gắn vô này nó sẽ các bạn khó kiếm lắm. Đó. Rồi xong con chốt. Tiếp đó là cái gì? Tiếp đó là cái gì đây? Tiếp đến là các bạn bỏ bộ phận này vào. Đây, bộ phận này nè. Thấy chưa? Trước khi bây giờ bỏ bộ phận này vào thì bây giờ đây. Đây quan trọng nha. Các bạn chú ý nè. Hồi nãy mình đã nói các bạn làm con dấu đúng không? Thì ở đây nè. Cái này là xanh dương. À, đây là xanh dương. Mình sẽ bỏ theo xanh dương. Đây xanh lá cây, mình sẽ bỏ theo xanh lá cây. Hoặc là các bạn làm theo dấu của mình, theo cái dấu mà các bạn đánh dấu á. Rồi, đây ha. Bạn thấy chưa, đây nè. Bỏ vào. Còn chốt này thì các bạn gắn trên này. Được chưa? Rồi. Bây giờ các bạn nhớ rằng con rắc này vào nè. Hồi nãy mình rút ra chỗ nào thì bây giờ mình gắn lại chỗ đó. Rồi xong không chưa? Rồi đó, bây giờ các bạn đưa vào thì phía phần này nó có cái khớp, phía phần này là nó có cái con ốc dặn, còn phía cái phần bên đây thì nó sẽ có cái khớp như thế này. Nó khớp cái khe này thì các bạn nhìn vào các bạn sẽ thấy là cái móc nè, đây nó có cái móc. Đây các bạn thấy cái móc không, cái phần móc này thì nó sẽ móc vào cái lỗ này nè. Đó, rồi các bạn canh khớp với cái phần ốc này, là các bạn lấy ốc các bạn dặn vào. Lộn cái, tức là lộn cái này là lộn cái gì, tức là cái phần này là để trên thôi chứ không có gì hết. Đây cái phần này nó để vào ấy nhưng mà nó phải nằm ở trên chứ không phải nằm ở dưới. Đây nè, bạn sẽ gá này nè, cái gá này nè nó sẽ nằm ở trên cái phần này và nó đưa vào trong cái khe này, nó nằm ở trên đó. Thì khi các bạn đưa vào thì nó sẽ không bị cấn, nó không bị cấn nha. Rồi các bạn dặn luôn ốc ở trên này cho mình để cho nó giữ cố định lại. Này đó, tức là con này nó sẽ nằm vậy. Tiếp đến đây là con chốt chặn. Đây hồi nãy mình tháo ra làm sao thì bây giờ mình bỏ vô vậy thôi, không có vấn đề gì đúng không? Thì đây là mục đích nó để bảo vệ thôi, ép vào trong cái này nó bảo vệ mấy sợi dây điện khỏi bị vướng, nó khỏi bị vướng và nó sẽ tránh tình trạng đứt sợi dây điện thôi. Rồi chúng ta sẽ bỏ vào thì những cái con này mình nghĩ các bạn cũng rất là đơn giản thôi.
Rồi, ở đây nó có một cái nắp chụp. Đây nắp chụp thì chúng ta sẽ bỏ vào. Được chưa? Này. Chúng ta sẽ bỏ vào đây. Nên nó bảo vệ cái phần ổ điện này thôi chứ nó không 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 có vấn đề gì. Được chưa? Rồi. Tiếp tục kim ốc dẫn tay dặn vào. Có nữa thì chúng ta dặn thêm đây con ốc nữa, tại nó có hai ốc, nếu mà chúng ta thiếu một con thì không có, không có, cũng không thành vấn đề gì các bạn nha. Tại vì đôi khi những nhà sản xuất thì người ta làm rất kỹ, ta sẽ có hai ba con, nhưng mà mình cảm thấy ví dụ như hai con nó cứng rồi thì có thể mình không cần thiết mình phải bỏ thêm một con nữa được. Nhưng mà trước khi lắp cái này, trước khi lắp cái này thì các bạn nên lắp hai con sensor hồi nãy nè. Đây các bạn lắp hai con sensor vào. Thì ở đây các bạn sẽ thấy nè, con sensor, hai con sensor này nó có hai cái, nó cũng là một chốt điện. Tuy nhiên các bạn sẽ thấy là nó là cái con cháu 2 và con cháu 3. Các bạn hiểu con cháu 2 chưa? Cháu 2 tức là ở đây nó có hai cái lỗ điện nè. Hai lỗ điện là cháu 2, còn đây là cháu 3, tức là đây nó có ba lỗ điện. Tức là khi mà nhà sản xuất á, người ta sản xuất ví dụ như nếu mà trên đây nó có hai cái chốt điện. Nếu trên đây nó có hai cái chốt điện á, thì người ta sẽ làm là một con chốt là cháu 2, một chốt cháu 3. Còn nếu mà trên đây á, nó sẽ có ba con chốt, ba cái máu điện mà trên đó á, là ví dụ như nó có hai con cháu 2, hai con cháu 3 á, thì nó sẽ phân biệt ra làm cái màu trắng, màu xanh gì đó. Nó sẽ phân biệt ra rõ như thế. Do đó là các bạn hãy nhìn, các bạn khi mà các bạn ráp vào, các bạn chú ý là khi các bạn nhìn cái con cháu điện. Nếu mà nó màu đỏ thì nó đi theo màu đỏ, còn nếu màu trắng nó đi theo màu trắng và chốt 2 và chốt 3 nha. Các bạn sẽ chú ý như thế. Nói chung cái này là cái kinh nghiệm thôi chứ cũng không có ai mà chỉ cho các bạn. Tại vì khi mình làm mình phải chú ý chút. Ví dụ mình chú ý là nó như thế đó thì khi mà mình các bạn làm thì nó sẽ kỹ hơn. Đôi khi là các bạn sẽ thấy là khi mà các bạn mới sửa chữa thì các bạn tháo ra tháo vô 3-4 lần là chuyện bình thường. Do đó là tại mình là người mới mà mình, do đó là khi mà mình làm gì thì mình phải có thực hành. Khi các bạn thực hành 3 lần, 4 lần thì qua chắc mình nghĩ là chắc chắn qua lần thứ 5 là các bạn làm thành thạo luôn. Ví dụ như nếu mà cái bộ phận này mà các bạn tập trung các bạn thay thì trong vòng khoảng 1 tiếng hồ là các bạn đã thay xong rồi. Còn các bạn khi mà các bạn phải chờ thợ là có khi nguyên buổi một ngày luôn, người ta cũng chưa xuống ta sửa cho các bạn. Rồi tiếp đến là cái gì đây? Tiếp đến là các bạn gắn cái thanh sắt bảo vệ nè. Cái thanh sắt ở trên á, các bạn gắn vào. Này. Rồi tới công đoạn này thì các bạn sẽ tiếp tục các bạn gắn luôn hai con sensor vào. Và trước khi gắn hai con sensor thì các bạn vệ sinh con sensor. Các bạn có thể, nếu mà trên đây nó có mực này, nếu mà ở đây nó có mực này, nếu trên đây nó có mực mực bám như thế này, mực bám, thì các bạn lấy cái bông gòn, các bạn thấm cồn, các bạn vuốt nhẹ, thấm rồi các bạn vuốt nhẹ nha. Các bạn đừng vuốt mạnh, tại trong đây nó có một cái mạch điện này, trong đây nó vẫn có một mạch điện nha. Nếu các bạn vuốt mạnh quá nó sẽ hư. Nó hư thì bắt đầu mình sẽ tốn tiền thôi. Đây, cái ngắn á, thì các bạn bỏ vào trong cái phần này là. Rồi, tiếp đến là các bạn bỏ vào cái phần dài á, là các bạn nó có đi theo hết ha. Nó có đi theo hết thì ốc dài đó rồi các bạn gắn vào. Này. Đúng chưa? Các bạn giờ thấy, các bạn thấy tới đây các bạn thấy quá đơn giản đúng không? Rồi bây giờ cái dây điện này nè, các bạn ép hết vào trong đây. Nó có mấy cái thanh sắt chốt sắt á. Đây nè, mấy cái thanh chốt sắt trên đây các bạn ép vào. Ép vào cho nó gọn, mục đích là cho nó gọn. Rồi tiếp đến là bây giờ cái gì đây? Các bạn lắp cái cầu chì vào. À, các bạn lắp cầu chì.
này. Đây nó có hàng ốc. Tiếp đến đây có hàng ốc, các bạn dẫn ốc này vào. Rồi. Rồi bây giờ tới phần này thì gần như là xong rồi. Bây giờ các bạn ép cái hai cái phần trục này lên nè. Bạn đút cái sợi đẩy này, bạn ép vào, đẩy qua đây ép lên. Đây cũng vậy, đây cái lò xo nếu mà rớt ra thì gắn vô lại. Đẩy lên. Khi các bạn ép lên là sẽ thấy là hai cái lô lô nó sẽ cứng này, nó cứng với nhau, tại nó ép lại với nhau nên nó sẽ cứng. Rồi tiếp đến là cái gì? Tiếp đến tức là mình sẽ gắn cái miếng này vào. À, chúng ta đẩy đây, chúng ta gắn vào. Rồi tới phần này là gần xong rồi đó, các bạn thấy nó đơn giản không? Rồi nếu các bạn làm nó tới phần này rồi thì các bạn nếu mà thấy thì các bạn bỏ luôn cuộn dầu vào, đúng không? Tức là đây là cái bộ phận này đã xong rồi, tức là cái mặt này đã xong rồi, cái bạn bỏ vào cuộn dầu vào luôn ha. Các bạn bỏ vào cuộn dầu thôi, thì trên cái cuộn dầu này nó có hai con ốc, các bạn dặn hai ốc lại. Rồi bây giờ va phần này sao? Phần này bây giờ nó chỉ còn lại một cái bộ phận của cái bộ phận cò thôi. Thì bây giờ hồi nãy chúng ta sẽ tháo ra, đúng không? Các bạn sẽ thấy chúng ta sẽ tháo ra thế này. Thì ở đây cái chốt cò nè, thì các bạn thấy ở đây nó có hai cái chốt cái lỗ này nè, các bạn để vào chưa? Các bạn để vào, các bạn đẩy nó qua cho nó vô hai cái chốt này trước, rồi sau đó các bạn sẽ thấy là trên đây là nó có một con chốt này, cái chốt này nè, các bạn sẽ gắn cho này. À, các bạn sẽ thấy là nó có cái khớp như thế này, các bạn gắn vào, các bạn gắn vào trước đi, rồi tập nữa các bạn sẽ gắn vào cái lò xo vào, thì mình thấy nó đơn giản lắm. Đây chụp cái kề mũi nhỏ nè, đúng không? Dở này lên, gắn một đầu vào trước và cái đầu kia vào như thế này nè. Rồi mấy cái phần này chắc nghĩ đơn giản rồi, đúng không các bạn? Rồi đó, rồi tiếp đến cái lô lô ép là các bạn có thể sử dụng những con dao, dao hộc giấy á, bạn chà thế này. Rồi sau khi mình vệ sinh xong cái bộ phận ép, trục ép của lô lô ép rồi, bây giờ mình sẽ nghiêng cái này xuống thôi, mình để vào.
trong đây nó có cái chốt khớp với nhau, thì các bạn dặn mấy ốc này lại là được. Rồi tiếp đến các bạn chụp cái nắp ốp này vào nữa là xong. Rồi tiếp đến nữa là gì? Đây còn khâu đoạn cuối cùng, các bạn bỏ cái nắp vải vào. Rồi các bạn dặn ốc về lại nữa là xong. Rồi như vậy là cái phần thay lưu lô sấy với lưu lô ép đã kết thúc ha. Tức là đây là đợt trước mình đã làm một cái video, mình đã nói về rồi nhưng mà nó không có chi tiết bằng video này. Mình cảm thấy cái video này mình muốn làm chi tiết từng cái để các bạn tháo ra hết luôn, để các bạn thao tác cho nó dễ. Khi đó là các bạn sẽ thấy được là cái thao tác của mình rất là đơn giản. Mình chỉ cần chú ý, tức là những cái phần quan trọng nhất, đó là khi mà các bạn mở cái chốt điện hoặc là cái bóng điện ra thì các bạn phải cắm làm sao cho nó đúng, hoặc là các bạn làm dấu như hồi nãy mình đã nói, thì các bạn làm dấu để khi mà các bạn cắm vào nó không bị lộ mạch điện. Thì nếu mà lộ mạch điện thì nó sẽ cháy bộ sấy. Thì do đó khi mà các bạn làm thì các bạn chú ý tới cái chỗ cắm dây điện nha, các bạn chú ý cho mình kỹ chỗ đó. Còn về những cái phần mà mở chi tiết thì nãy mình đã làm hết cho tất cả các bạn. Có thể là những cái chi tiết nó không có được sáng, nó đẹp lắm, tại vì các bạn biết là mình hiện tại bây giờ một mình và mình đang chỉnh những góc máy để mình quay làm sao cho các bạn thấy hiểu rõ nhất và truyền đạt những cái mà mình cảm thấy, cái kinh nghiệm của mình muốn cho các bạn làm sao để các bạn thấy được từng chi tiết, các bạn tháo ra được, các bạn lắp được, các bạn thay được và các bạn phục vụ cho công việc của mình. Thì theo mình nghĩ thì khi mà các bạn mới tháo thì các bạn rất là sợ nhất là cái phần mấy cái bo mạch điện, các bạn rút mấy cái bo mạch điện ra các bạn rất là sợ, với lại là các bạn sợ cái bóng đèn đồ nó bể này kia đó. Nhưng mà với các bạn khi mà các bạn tháo hết tất cả chi tiết nó ra, các bạn nó không còn bị vướng gì nữa, thì các bạn sẽ thấy nó rất là dễ dàng và nó rất là dễ thay. Còn khi mà các bạn làm thì các bạn cần lưu ý cho mình là khi đó các làm thì tất cả các ốc, các con ốc, các cái bộ phận nào tháo ra thì các bạn nên xếp theo thứ tự để cho các bạn dễ nhớ. Cái con ốc thì các bạn bỏ vào trong một cái gì đó để cho nó khỏi bị vương vãi hay là mất ốc, mất con ốc đi. Thì khi mà lắp lại thì những cái bộ phận nào có thể là chúng ta lắp sai, có thể chúng ta lắp sai, thì các bạn cứ bình tĩnh, các bạn quan sát rồi các bạn tháo ra, các bạn coi xem lại rồi các bạn lắp lại cho nó hoàn chỉnh công việc của mình. Thì mình nghĩ nếu mà một tiệm photo mà các bạn biết thay cái bộ phận này, bộ phận các bạn thay được lưu sấy, lưu lô ép, thì nó sẽ phục vụ công việc của mình nó rất là nhiều. Và mình khuyên các bạn khi mở tiệm photo ra thì các bạn nên, thứ nhất là trong quá trình mua máy thì mình phải hỏi anh thợ máy như thế nào. Ví dụ như trong lúc mà mình chưa biết sửa, mình kêu thợ tới sửa thì mình phải quan sát. Nếu được nữa thì các bạn quay phim lại cái đoạn đó người ta sửa như thế nào, các bạn lưu lại đó, thì để chúng ta sau này khi chúng ta gặp tình trạng đó, chúng ta sẽ mở ra chúng ta coi và chúng ta sẽ học hỏi được cách của người ta làm thế nào. Thì đó là những cái cách hồi xưa giờ mình học. Ví dụ như trong quá trình mình máy gặp trục trặc lỗi gì thì mình sẽ nhờ anh Hiếu tư vấn những cái cách sửa như thế nào, cách thay như thế nào, cách tháo lắp như thế nào, và cách đối với những cái lỗi SC, những cái lỗi phần mềm ở trong cái máy thì mình cũng nhờ anh Hiếu tư vấn sửa. Tuy nhiên mình thấy các bạn có một số bạn là chỉ có xem qua rồi các bạn không có ghi lại, nên do đó là các bạn khi mỗi lần các bạn mà gặp cái tình trạng mà máy như thế thì các bạn lại lúng túng, các bạn lên mạng các bạn hỏi. Do đó là khi mình khuyên các bạn là khi các bạn sửa máy hoặc là sửa lỗi, ví dụ như lỗi thay cuộn dầu thế nào, lỗi hết cuộn dầu, thay cuộn dầu rồi vào lệnh nào như thế nào, thì các bạn nên ghi lại. Mình nghĩ cách ghi nó cũng rất là đơn giản. Ví dụ như là khi mà chúng ta thay cuộn dầu, chúng ta thay cuộn dầu rồi thì chúng ta sẽ bấm vào cái nút ly vàng ở trên máy, thì các bạn ghi chữ là ly vàng, ví dụ cái tờ giấy này
cái bạn ghi chữ là ly vàng, rồi các bạn xịt một cái, tiếp đến là gì, 107, tức là các bạn sẽ ghi là bấm 107, xịt một cái, rồi giữ nút nút stop, ly stop, xẹt một cái, rồi vào copy SP ha, rồi xẹt một cái vào 1902, rồi xẹt một cái, rồi bấm bấm enter, bấm 0 rồi bấm enter đó, rồi xịt một cái, tắt máy, mở máy là kết thúc. Tức là đó là kết thúc một cái quá trình, tức là một cái xịt một cái là một cái thao tác, và mình cứ ghi thế. Ví dụ như các bạn gặp cái lỗi SC441 thì các bạn ghi vào là cái phần lỗi SC441 là do nguyên nhân của bộ phận nào, ví dụ bộ phận từ, nguyên nhân là do cứng từ. Thì khi ví dụ như mình lâu quá, là các bạn biết là khi mà các bạn làm không phải lúc nào máy nó cũng lỗi, không, mình đâu có muốn như vậy đâu, nhưng mà chạy một thời gian ví dụ như 3-4 tháng rồi máy nó mới báo lỗi, thì khi đó cái mình đang lung túng, mình không có nhớ được cái đó, thì mình lật cái cuốn sách đó ra thì mình sẽ thấy được cái này là cái lỗi này nè, rồi mình sẽ khắc phục. Cái đó là một trong những cái kinh nghiệm mà mình làm hồi xưa đến giờ, và hy vọng các bạn cũng sẽ áp dụng được. Rồi video chia sẻ của mình về những cái tháo lắp từng chi tiết của cái bộ phận sấy của cái máy 2075 hoặc là máy 1075, 1060, 2060 hoặc là máy Sabin hoặc là dòng Rico mà nó cũng tương tự như cái những cái dòng này, thì hy vọng là các bạn xem video này các bạn sẽ thao tác và làm được. Video có thể là hơi dài nhưng mà các bạn hãy cố gắng coi hết từng chi tiết để các bạn có thể biết cách các bạn làm. Nếu các bạn thấy video hay thì các bạn hãy chia sẻ cho mọi người cùng xem, và nhớ đừng quên bấm nút like để ủng hộ tinh thần cho kênh Bado Optical. Nếu bạn nào mới ghé qua kênh Bado Optical hoặc muốn tìm hiểu về lĩnh vực sửa máy, chia sẻ những kinh nghiệm photocopy, kinh nghiệm mở tiệm photo như thế nào, thì các bạn hãy đăng ký vào biểu tượng đăng ký kênh Bado Optical và nhấn vào biểu tượng quả chuông để khi mình đăng video mới lên là các bạn là người theo dõi được những cái chia sẻ của mình về cái ngành nghề lĩnh vực phục vụ đẳng này. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video lần sau. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật là hiệu quả. Bye bye các bạn.